Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập đề xuất dự án xây dựng đường trên cao số 5 đoạn từ nút giao Trạm 2 thành phố Thủ Đức đến nút giao An Sương và dự án đường trên cao Bắc Nam từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh theo hình thức PPP. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố CII được giao nghiên cứu lập đề xuất dự án đường trên cao Bắc Nam đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Kinh phí nghiên cứu lập dự án do doanh nghiệp tự chủ động trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày được giao. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết, đường trên cao Bắc Nam nếu được thông qua sẽ là một tuyến đường hoàn toàn mới, có tổng chiều dài 14,1 km, chiều rộng 30 m, trong đó phần đường trên cao cho 4 làn xe rộng 16 m. Tuyến mới này sẽ bắt đầu từ nút giao mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, chạy dọc theo tuyến Cộng Hòa, Bùi Thị Xuân, một phần đường Cách mạng tháng 8, Bắc Hải, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, dọc kênh Âu Lớn và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư theo CII ước khoảng 30.000 tỷ đồng, được đề xuất theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Được biết, theo quy hoạch giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2005, thì chậm nhất đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải hoàn thành 5 dự án đường bộ trên cao với tổng chiều dài 70,7 km. Tuy nhiên đến nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có tuyến nào được đầu tư xây dựng. Sau nhiều năm lên kế hoạch nhưng chưa thể triển khai, thì đến nay dự án đường trên cao đô thị của thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước khởi động đầu tiên. Cấm một chiều là trên cầu.